tài xế quá chén lái xe biển số xanh, lãnh 7 năm tù vì va chạm khiến nữ sinh không qua khỏi. Sáng 29 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm vụ xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn, tông chết nữ sinh lớp 10 xảy ra ở Phú Quốc gần một năm trước. Theo hồ sơ vụ án, tối 14 tháng 11 năm 2022, bị cáo Danh Thép, sinh năm 1993, ngụ huyện Dông Riền, tỉnh Kiên Giang, lái xe ô tô biển số xanh 68C0862 từ hướng phường An Thới về xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc thì mất kiểm soát, tông vào nhiều thùng rác bên lề đường, rồi tiếp tục tông vào hai nữ sinh đi xe máy. Cú tông mạnh khiến một trong hai nữ sinh đi trên xe máy tử vong sau đó. Sau khi tông vào nữ sinh, Thép tiếp tục lái xe chạy thêm khoảng 200m thì bị người dân chặn đường giữ lại. Tại hiện trường, xe máy bị ô tô đâm hư hỏng nặng. Trên kính chắn gió của ô tô có tem đăng kiểm hết hạn từ ngày 6 tháng 11 năm 2019. Thấy Thép bị thương, người dân đưa bị cáo vào trạm y tế cấp cứu cùng với nữ sinh. Khi thấy tình trạng nữ sinh khó qua khỏi, Thép đã bỏ trốn, nhưng hơn 2 giờ sau thì đến công an thành phố Phú Quốc trình diện. Công an xác định lúc lái xe gây tai nạn, Thép có nồng độ cồn cao và không có bằng lái xe. Liên quan đến xe biển số xanh gây tai nạn, cơ quan điều tra xác định chiếc xe này ban đầu đăng ký thuộc sở hữu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Sau khi hết niên hạn, xe được bán thanh lý, dạng hóa giá cho ông Trần Thanh B. Ông này là luật sư, nguyên giảng viên trường chính trị, nguyên trưởng phòng kinh tế chuyên ngành văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang. Sau khi mua xe, ông B đem đi đổi chiếc xe lấy đồng hồ đeo tay với ông T, nguyên phó trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh Kiên Giang. Sau đó, ông T bán xe này cho ông Châu Quốc N. Trong lúc ông N đang thụ án tù do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì con trai ông N là Châu Quốc C, 22 tuổi, mang xe ra thành phố Phú Quốc, chuẩn bị đưa vào cơ sở dạy lái xe để làm xe tập lái. Trước khi gây tai nạn kinh hoàng, Thép mượn xe của C được một tuần để tập lái. Tối 14 tháng 11 năm 2022, Thép lái xe khoảng 37 km từ phường Dương Đông đi phường An Thới nhậu. Trên đường về thì gây tai nạn, dẫn đến cái chết thương tâm của nữ sinh 16 tuổi. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.